Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 63, phẩm và pháp giới thứ 39, phần 4. 4. Di Già Đại Sĩ Phó Thác thứ 4, sinh Quý Trụ. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử một lòng chánh niệm pháp môn pháp quang minh, tin sâu hướng vào chuyên niệm Phật, chẳng dứt tam bảo hoan hỷ lìa tánh dục, niệm thiện tri thức chiếu khắp ba đời, nhớ các đại nguyện cứu khắp chúng sinh, chẳng chấp hữu vi, suy ngẫm rốt ráo tự tánh các pháp để nghiêm tịnh tất cả thế giới, nơi chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật, tâm không chấp trước. Lúc đó Thiện Tài đồng tử một lòng chánh niệm pháp môn pháp quang minh, tin sâu hướng vào pháp môn này không có chút nghi hoặc nào, chuyên tâm niệm Phật, chẳng dứt giống tánh tam bảo, hoàn hỷ lìa tâm dục thanh tịnh, xưng niệm thiện tri thức chiếu sáng khắp ba đời, nhớ lại các đại nguyện xưa đã phát ra, cứu khắp chúng sinh, chẳng chấp trước vào tướng hữu vi, suy ngẫm rốt ráo tự tánh các pháp đều trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới, trong chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật, trong tâm không có sự chấp trước nào. Dần dần đi về hướng nam đến thành Tự Tại, tìm cầu Di Già, bèn thấy vị đó ở giữa chợ ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp, có đại chúng 10.000 người cùng vây quanh nói pháp môn luân tự trang nghiêm. Thiện Tài đồng tử dần dần đi về hướng nam đến thành Tự Tại, tìm cầu Di Già đại sĩ, bèn thấy Di Già đại sĩ ở giữa chợ ngồi trên tòa sư tử, vì đại chúng nói pháp có 10.000 người cùng vây quanh ngài lắng nghe ngài nói pháp môn luân tự trang nghiêm. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Di Già, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ở trước Di Già chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, làm thế nào lưu chuyển nơi các cõi mà không quên mất tâm bồ đề, làm thế nào được tâm bình đẳng, kiên cố chẳng động, làm thế nào được tâm thanh tịnh không gì trở ngại phá hoại được, làm thế nào sinh ra tâm đại bi luôn không mệt nhọc, làm thế nào vào Đà La Ni khắp được thanh tịnh, làm thế nào phát sinh trí huệ quang minh rộng lớn nơi tất cả pháp lìa các ám chướng, làm thế nào đủ sức biện tài vô ngại quyết định thấu rõ tất cả tạng nghĩa thâm sâu, làm thế nào được sức chánh niệm nhớ trì tất cả pháp luân khác nhau, làm thế nào được sức thanh tịnh các cõi nơi tất cả cõi khắp diễn nói các pháp, làm thế nào được sức trí huệ nơi tất cả pháp đều quyết định phân biệt được nghĩa lý. Lúc đó Thiện Tài đồng tử hướng về vị Di Già đảnh lễ, đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, ở trước Di Già chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà còn chưa biết Bồ Tát làm thế nào học hạnh của Bồ Tát tu hành, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, Bồ Tát làm thế nào lưu truyền nơi các cõi mà luôn luôn không quên mất tâm Bồ Đề, Bồ Tát làm thế nào được tâm bình đẳng, kiên cố chẳng động, Bồ Tát làm thế nào để được tâm thanh tịnh, không gì trở ngại phá hoại được, Bồ Tát làm thế nào để sinh ra tâm đại bi vĩnh viễn cũng không mệt nhọc, Bồ Tát làm thế nào mới có thể chứng nhập vào pháp môn Đà La Ni khắp được thanh tịnh, Bồ Tát làm thế nào để phát sinh trí huệ quang minh rộng lớn nơi tất cả pháp lìa các ám chướng đen tối, Bồ Tát làm thế nào để đủ sức hiểu biết và biện tài vô ngại quyết định thấu rõ tất cả tạng nghĩa thâm sâu, Bồ Tát làm thế nào đắc được sức chánh niệm nhớ trì tất cả pháp luận khác nhau, Bồ Tát làm thế nào để đắc được sức thanh tịnh các cõi ác ở trong tất cả cõi khắp diễn nói các pháp, Bồ Tát làm thế nào để đắc được sức trí huệ nơi tất cả pháp đều quyết định phân biệt được nghĩa lý của pháp. Bấy giờ Di Già bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, người đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề chăng? Thiện Tài thưa: Vâng, còn đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Lúc đó Di Già đại sĩ bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, người đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề chăng? Thiện Tài đáp: Vâng, còn đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề rồi. Di Già liền xuống tòa sư tử đến chỗ Thiện Tài, năm thẻ sát đất dài vàng bạc hoa bảo châu vô giá, cùng với bộ trên đàn thượng diệu vô lượng thứ y phục dùng phủ phía trên, lại dài vô lượng đủ thứ hương hoa, đủ thứ đồ cúng dùng để cúng dường, sau đó đứng lên mà khen ngợi rằng: lành thay thiện nam tử đã có thể phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Di Già đại sĩ liền xuống tòa sư tử đến chỗ Thiện Tài năm thẻ sát đất, sau đó lại dài vàng bạc hoa và bảo châu vô giá cùng với bộ trên đàn thượng diệu và vô lượng thứ y phục dùng che phủ phía trên Thiện Tài đồng tử, lại dài vô lượng đủ thứ hương hoa, đủ thứ đồ cúng dùng để cúng dường, sau đó đứng lên mà khen ngợi Thiện Tài đồng tử rằng:
lành thay thiện nam tử đã có thể phát tâm vô lượng chánh đẳng chánh giác, đây thật là việc khó. Thiện nam tử, nếu có ai có thể phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thì sẽ không dứt tất cả giống tánh Phật, sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, sẽ thành thục tất cả chúng sinh, sẽ thấu đạt tất cả pháp tánh, sẽ ngộ hiểu tất cả thứ nghiệp, sẽ viên mãn tất cả các hạnh, sẽ không dứt tất cả đại nguyện, sẽ hiểu như thật giống tánh lìa tham, sẽ thấy rõ được ba đời khác biệt, sẽ khiến cho tin hiểu vĩnh viễn được kiên cố. Thiện nam tử, nếu như lại có ai có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì sẽ không dứt tất cả giống tánh Phật, sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, sẽ thành thục tất cả chúng sinh, sẽ thấu đạt tất cả pháp tánh, sẽ ngộ hiểu tất cả các thứ nghiệp, sẽ viên mãn tất cả các hạnh, sẽ không dứt tất cả đại nguyện đã phát thuở xưa, sẽ hiểu như thật giống tánh xa lìa tham, sẽ thấy rõ được pháp ba đời khác biệt, sẽ khiến cho tin hiểu của chúng sinh vĩnh viễn được kiên cố, sẽ được tất cả Như Lai nhiếp trì, sẽ được tất cả chư Phật nghĩ nhớ, sẽ bình đẳng với tất cả Bồ Tát, sẽ được tất cả hiền thánh khen ngợi hoan hỷ, sẽ được tất cả Phạm Vương lễ kính, sẽ được tất cả Thiên Chủ cúng dường, sẽ được tất cả Dạ Xoa giữ gìn, sẽ được tất cả La Sát hầu hạ, sẽ được tất cả Long Vương nghinh tiếp, sẽ được tất cả Khẩn Na La Vương ca ngợi khen ngợi, sẽ được tất cả các chủ thế gian khen ngợi vui mừng. Vị đã phát tâm Bồ Đề đó sẽ được tất cả Như Lai nhiếp thọ hộ trì, sẽ được tất cả chư Phật thường thường nghĩ nhớ, sẽ bình đẳng với tất cả Bồ Tát, sẽ được tất cả hiền thánh khen ngợi hoan hỷ, sẽ được tất cả Phạm Vương lễ kính, sẽ được tất cả Thiên Chủ cúng dường, sẽ được tất cả Dạ Xoa giữ gìn, sẽ được tất cả La Sát hầu hạ, sẽ được tất cả Long Vương nghinh tiếp, sẽ được tất cả Khẩn Na La Vương ca ngâm khen ngợi, sẽ được tất cả các chủ thế gian khen ngợi vui mừng, sẽ khiến cho tất cả các cõi chúng sinh đều được an ổn. Đó là khiến cho họ bỏ cõi ác, khiến cho họ khỏi xứ nạn, khiến cho họ dứt tất cả gốc rễ bần cùng, khiến cho họ sinh về tất cả cõi trời người yên vui, gặp được thiện tri thức gần gũi, nghe pháp thọ trì rộng lớn, sinh ra tâm Bồ Đề, thanh tịnh tâm Bồ Đề, chiếu sáng Bồ Tát đạo, nhập vào Bồ Tát trí, trụ bậc Bồ Tát. Vị đã phát tâm Bồ Đề đó sẽ khiến cho tất cả các cõi chúng sinh đều được an ủi vui vẻ. Nghĩa là khiến cho chúng sinh bỏ cõi ác, khiến cho chúng sinh thoát khỏi nơi tám nạn, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, Bắc Câu Lưu Châu, trời vô tường, đuôi mù câm điếc, thế trí biện thông trước Phật sau Phật. Khiến cho chúng sinh dứt tất cả gốc rễ phiền não bần cùng, khiến cho chúng sinh sinh về tất cả cõi trời người yên vui, gặp được thiện tri thức gần gũi cúng dường, lắng nghe thiện tri thức dạy pháp rộng lớn thọ trì nơi tâm, sẽ sinh ra tâm Bồ Đề, sẽ thanh tịnh tâm Bồ Đề, sẽ chiếu sáng Bồ Tát đạo, sẽ nhập Bồ Tát trí huệ, sẽ trụ quả vị Bồ Tát. Thiện nam tử, nên biết việc Bồ Tát làm rất khó, khó gặp Bồ Tát hiện ra, người thấy được Bồ Tát lại càng khó hơn. Bồ Tát là chỗ nương nhờ của tất cả chúng sinh, vì sinh trưởng thành tựu là chỗ cứu giúp của tất cả chúng sinh, vì nhổ sạch các khổ nạn là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, vì giữ gìn thế gian là chỗ cứu hộ của tất cả chúng sinh, vì khiến cho không sợ hãi. Thiện nam tử, người nên biết, việc Bồ Tát làm rất khó, gặp được Bồ Tát xuất hiện ra đời cũng rất khó. Người thấy được Bồ Tát lại càng khó hơn, Bồ Tát là chỗ nương nhờ của tất cả chúng sinh, vì sinh trưởng thành tựu hết thảy chúng sinh, Ngài là chỗ cứu giúp của tất cả chúng sinh, vì nhổ sạch các thống khổ hoạn nạn, là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, vì giữ gìn thế gian, Ngài là chỗ cứu hộ của tất cả chúng sinh, vì khiến cho không sợ hãi. Bồ Tát như phong luân, vì giữ gìn các thế gian, không khiến cho đoạn lạc cõi ác, như đại địa vì tăng trưởng căn lành chúng sinh, như biển cả vì phước đức sung mãn vô tận, như mặt trời thanh tịnh vì trí huệ quang minh chiếu khắp, như núi Tu Di vì căn lành cao hơn, như mặt trăng sáng vì trí quang xuất hiện, như mãnh tướng vì hàng phục được ma quân, như ông vua vì ở trong thành Phật Pháp được tự tại, như lửa mạnh vì thiêu sạch tâm ngã mạn và ái dục của chúng sinh, như mây lớn vì dưới xuống vô lượng vô diệu pháp, như mùa mưa vì tăng trưởng tất cả mầm tín căn, như thuyền sư vì chỉ dẫn nơi bờ mé biển pháp, như cây cầu vì khiến cho họ qua được biển sinh tử. Bồ Tát như phong luân vì giữ gìn tất cả thế giới, không khiến cho đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh các cõi ác, lại giống như đại địa vì tăng trưởng căn lành của tất cả chúng sinh, lại giống như biển cả vì phước đức sung mãn vô cùng tận, lại giống như mặt trời thanh tịnh vì trí huệ quang minh của Ngài chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, lại giống như núi Tu Di vì căn lành của Ngài cao hơn tất cả chúng sinh,
lại giống như mặt trăng sáng vì trí huệ quang minh xuất hiện nơi đời. Lại giống như thiên tướng dũng mãnh vì hàng phục được ma quân, lại giống như ông vua vì ở trong thành Phật Pháp được tự tại, lại giống như lửa mạnh vì thiêu sạch tâm ngã mạn và ái dục của chúng sinh, lại giống như mây lớn vì dưới xuống vô lượng mưa diệu pháp, lại giống như mùa mưa vì tăng trưởng tất cả mầm tín căn, lại giống như thuyền sư vì chỉ dẫn nơi bờ mé biển pháp, lại giống như cây cầu vì khiến cho hết thảy chúng sinh qua được biển sinh tử. Di già khen ngợi thiện tài như vậy khiến cho các Bồ Tát đều hoan hỉ, rồi từ trên mặt phóng ra đủ thứ quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Chúng sinh trong đó gặp được quang minh đó rồi, các rồng thần cho đến phạm thiên thảy đều đi đến chỗ vị Di già. Di già đại sĩ liền dùng phương tiện để vì họ khai ngộ dễ nói, phân biệt giải thích phẩm luân tự pháp môn trang nghiêm. Các chúng sinh đó nghe pháp này rồi đều được không thối chuyển nơi an nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Di già đại sĩ khen ngợi thiện tài đồng tử như vậy khiến cho các Bồ Tát đều hoan hỉ rồi, từ trên mặt của ngài phóng ra đủ thứ quang minh chiếu sáng khắp 3.000 đại thiên thế giới. Chúng sinh trong đó gặp được quang minh đó rồi, tất cả trời rộng quỷ thần cho đến phạm thiên thảy đều đi đến đạo tràng của Di già. Di già đại sĩ liền dùng pháp môn phương tiện để vì họ khai ngộ diễn nói, phân biệt giải thích phẩm luân tự pháp môn trang nghiêm. Các chúng sinh đó nghe được pháp này rồi đều đắc được không thối chuyển nơi an nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong kinh Tỷ Lô Xá Na thứ 5 phẩm tự luân có nói, nếu Bồ Tát trụ pháp môn tự luân này, trước hết từ ban đầu phát diệu Bồ Đề tâm cho đến thành Phật, ở trong khoảng giữa đó hết thảy tất cả tự lợi lợi tha đủ thứ sự nghiệp đều được thành tựu. Ví như lúc ban đầu chữ A tức là tâm Bồ Đề, nếu quán chữ này mà được tương ứng với nhau thì liền đồng thể với pháp thân của Tỷ Lô Giá Na.